Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 359 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Giang Nam nhìn bốn phía, thấy mọi người tiến bộ siêu nhanh, làm cho người ta phải sợ hãi, được kích lợi rất lớn từ bên trong đạo tràng. Trong người bọn họ lộ ra hơi thở tiên đạo siêu cao đẳng, chắc được một ít đại đạo trong 3.000 tiên đạo, thậm chí có nguyên thủy chi khí. Thì Hiền Vì toát ra sát khí mãnh liệt, nhìn chằm chằm quần hùng lao tới, không quay đầu lại, nói với Giang Nam. Lão gia yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai đụng vào lão gia được. Giang Nam ngạc nhiên không nói nên lời. Một lúc sau ấp úng nói, phu nhân, ta cảm thấy ta có thể đánh được. Thiên Vi quay đầu lại nghiêm khắc mà nhìn Giang Nam. Lão gia đừng cậy mạnh. Giang Tuyết nhìn Giang Nam mỉm cười nói, Huyền Thiên lão gia hãy nghe theo phu nhân đi. Giang Nam câm nín. Thần báo đạo quân đột nhiên lấy ly địa chấn đạo đỉnh, tiên thiên kim long giản ra, từng đợt tiên đạo hoàn chỉnh vòng quanh thân. Thần báo đạo quân cười duyên nói, Huyền Thiên, ngươi chưa biết gì hay sao? Ngươi đã quá thời rồi, ngươi không tu tiên đạo, đã định trước không vào được đạo tràng, không được bất cứ lợi lộc gì. Bây giờ ngươi chỉ có thực lực tu vi hơn 2 vạn năm trước thôi, không lên sân khấu được nữa rồi, đã định trước bị thời gian đào thải rồi. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân lao lên, hợp thể thành Huyền Vũ đạo quân, lấy tiên thiên niệm ma thương ra, tiên đạo nóng rực, bá đạo, khủng bố vòng quanh thân. Huyền Quy cười nói, Huyền Thiên, người đã không có tư cách nói chuyện với chúng ta nữa rồi. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, các người đừng vội cuồng báo, muốn bảo vệ Huyền Thiên thì chúng ta hãy đánh một trận đi thôi. Huyền Quy đạo quân hay được gọi là Huyền Vũ đạo quân cười khùng khục nói, các ngươi được kích lợi trong đạo tràng, chúng ta cũng vậy, hơn nữa chúng ta được lợi không thua gì các ngươi cả, tương lai tranh chính thống tiền giới sẽ thấy ai hơn ai. Trong dòng thời gian đế và tôn mở ra, quần hùng sát khí đằng đằng, bọn họ toàn được cơ duyên kinh thiên động địa, thực lực mạnh hơn trước khi vào đạo tràng đế tôn gấp mấy lần, có bản lĩnh để kiêu ngạo. Cản Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, Huyền Đô Tiên Quân chen vào hai bên. Cản Nguyên Tiên Đế lạnh lùng cười, các vị, dòng thời gian sụp đổ, nếu đánh nhau sát phạt trong này thì tất cả sẽ mất mạng tại đây, trở ra khỏi tiên giới rồi lại đánh nhau cũng không muốn. Bọn họ xen vào, quần hùng liền từ bỏ ý định giết Giang Nam trong dòng thời gian này, tản ra bay hướng thời đại tiên đạo. Phe của Giang Nam, Hồng đạo nhân được ích lợi không thể tưởng tượng. Bốn đạo tổ tiên đạo, ma đạo khác cũng được lợi. Quân đạo nhân điều khiển chí bảo tiên đạo, Hỗn Nguyên Thiên Tán. Bỉ Ngạn Nương Nương được Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh. Kế Đô ma tổ được Hỗn Nguyên Tam Thiên sát đạo đồ. La Hổ La được Hỗn Độn tiên kiếm, tiên thiên ôn đế quan. Bọn họ cũng được nhiều tiên đạo. Mấy cường giả Huyền Châu khác như Băng Liên Thánh Mẫu, Đạo Vương, Tịch Cứng Tình, Giang Tuyết, Thiên Vi, Thiếu Hư, mỗi người đều có cơ duyên riêng của mình, hoặc được 1-2 tiên đạo, nguyên thủy chi khí, thực lực tiến bộ vượt bậc, có hy vọng tiến đỉnh thiên quân. Trong lòng mọi người vào đạo tràng đế tôn thì Giang Nam có lẽ vẫn là cường giả trong Huyền Châu, thế nhưng siêu cường giả Huyền Châu là 5 tổ tiên đạo. Giang Nam không vào đạo tràng đế tôn đã bỏ lỡ cơ duyên, chậm trễ hơn 2 vạn năm bị thời đại vứt bỏ. Đây là thời đại gió mưa vần vũ, không ai nói rõ mình mãi mãi đứng trên đỉnh thời đại, lơ là một cái là sẽ bị thời đại vứt bỏ. Dù vậy, thực lực phe Giang Nam không thể xem thường. Cản Nguyên Tiên Đế
được Hồng Mông Kim Phiên Tiên Thiên Linh Căn, Từ Hạn Tiên Hậu Mông Tốn Thái Tử được Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên. Huyền Đô Thiên Quân tuy chưa lấy được Tiên Thiên Pháp Bảo nào, nhưng có Huyền U Chấn Đạo Đỉnh. Những cường giả dân bản xứ tiên giới có thu hoạch lớn bên trong đạo tràng Đế Tôn, được nhiều đại đạo và nguyên thủy chi khí. Trừ Giang Nam ra, phe Giang Nam ai cũng lợi hại. Đương nhiên có các cường giả khác cũng thu hoạch khá lớn. Thái Nhất Thiên Quân điều khiển Đế Tôn Ấn, Linh Nữ nắm giữ Bất Không Thông Thiên Kiều, Ngọc Kinh Thiên Quân có Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh, Thần Mẫu Đạo Quân có Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh, Tiên Thiên Kim Long Giản, Vạn Vật Đạo Tổ có Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu, Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh, Ma Kha Thiên Quân có Tạo Hóa Chi Môn, Thiên Nguyên Thần Tổ có Hỗn Độn Thiên Cung, lại cộng thêm đám đạo quân chuyển thế khác như Cự Linh Đạo Quân cũng tái hiện thế gian. Thoạt trông luyện thành pháp thân đạo quả hợp nhất, đã có pháp lực. Bọn họ được đến đủ loại tiên đạo, thậm chí thu nhiều nguyên thủy chi khí, thực lực mạnh hơn trước rất nhiều, có vốn liếng đầy đủ. Lần này đạo tràng Đế Tôn mở ra, bọn họ được quá nhiều lợi ích, lớn đến nỗi xem thường, thậm chí phớt lờ Giang Nam. Nhưng trong dòng thời gian liên tục sụp đổ này, quần hùng hăm ở muốn đánh thế nhưng không dám. Đế và Tôn mở ra dòng thời gian còn bị sụp đổ, còn phải rời khỏi trước khi tất cả đổ nát, nếu không sẽ bị dòng thời gian nuốt mất, mãi mãi biến mất. Xác Đế và Tôn đã bị nuốt, mãi mãi biến mất trong thời không, bọn họ càng không chịu nổi. Cùng lúc đó, nơi đạo tràng Đế Tôn sụp đổ, có mấy trăm tiên đạo bay ra như rồng, dọc theo đường hầm bay nhanh hướng tiên giới. Mọi người đang vội vã vào tiên giới, không rảnh bắt lấy tiên đạo. Giang Nam bị mọi người bảo chật kín, nghiêm túc nói với hai nữ nhân bên cạnh mình: "Phu nhân, tỷ tỷ, ta thật sự rất mạnh, ta cảm thấy mình có thể đánh được." Giang Tuyết nhẹ giọng nói: "Ta tin tưởng ngươi." Thi Hiên Vi cũng an ủi: "Thiếp thân công nhận lời tỷ tỷ nói, đương nhiên lão gia đánh được." Giang Nam nhìn mặt Thi Hiên Vi, Giang Tuyết khẽ thở dài: "Các người vẫn không tin ta?" Nhà cô nương bên cạnh hân hoan nói: "Sư tôn yên tâm, người bảo hộ chúng ta lâu như vậy, giờ đến lượt ta bảo vệ lại sư tôn." Lạc Qua Âm cũng cười nói: "Tử Xuyên, người đừng miễn cưỡng, ta sẽ dùng Tiên Thiên Đạo Chú ngươi tặng để bảo vệ ngươi. Muốn giết ngươi thì phải bước qua Sắc Lão Nương trước kia." "Ta..." "Ây..." Giang Nam lắc đầu đành bỏ cuộc. Giang Nam đứng trên cao, hắn không còn quan tâm đến 3000 đại đạo, cảm giác chính mắt thấy, biết hết ảo diệu đại đạo đó đứng ngang hàng với Đế và Tôn. Dù là đạo quân tiền sử cũng hiếm ai lĩnh ngộ đến cảnh giới như Giang Nam, ít ai hiểu bây giờ hắn mạnh đến mức nào. Giang Nam khó giải thích rõ cho bọn họ hiểu, bởi vì Đế và Tôn để lại 3000 đại đạo quá cường đại, là căn bản lĩnh ngộ đạo quân tiên đạo. Nếu tham ngộ thấu suốt 3000 đại đạo thì chứng đạo quân ngay cũng được. Dù là 3000 tiên đạo hấp thu tinh túy tinh hoa đại đạo thời đại nguyên đạo, nhờ vào thời đại nguyên đạo ôn dưỡng 3000 đại đạo, có thể tưởng tượng uy lực của nó mạnh cỡ nào. Dù không tham ngộ thấu suốt 3000 đại đạo, chỉ cần được một đại đạo là sẽ có sức chiến đấu thiên quân hay đỉnh cấp thiên quân. Cộng thêm đạo tràng Đế Tôn hút nguyên thủy chi khí từ đại đạo thời đại nguyên đạo, bọn họ cảm thấy đã đặt chân lên đỉnh thời đại cũng không có gì đáng trách cả. So sánh thì trước kia Giang đại giáo chủ tiếu ngạo tiên giới, đẩy ngã tiên giới không địch thủ, bản lĩnh đó chẳng còn rung động được hồn người. Ở đằng trước, vũ trụ tiên đạo đã ngay trước mặt, đột nhiên có người cười nói: "Trước giờ không ai lay động Tiên Thiên Nguyên Thung được, thế nhưng bây giờ chắc có nhiều người làm được rồi. Hiện tại có thể so thử xem ai mới là trụ cột tất cả đấy." Quần hùng nghe xong tim đập nhanh. Trong 10 chí bảo tiên đạo thì Đinh Thiên Nguyên Thung mạnh nhất, có uy lực ngang ngửa Tiên Thiên Pháp Bảo, là loại Tiên Thiên Pháp Bảo không bị hư hao gì. Mặc dù 8 Tiên Thiên Pháp Bảo tiên giới đã là vật có chủ, nhưng vì Đế và Tôn để lại bài bố, Hồng Đạo Nhân đám người Vạn Vật Đạo Tổ không thể hoàn toàn phát huy uy lực Tiên Thiên Pháp Bảo mình giành được. Đinh Thiên Nguyên Thung thì khác, pháp bảo này mặc cho ngươi phát huy uy lực được nó sẽ kích phát năng lượng hủy diệt thiên địa trong đó, là một đại sát khí. Trước kia bọn họ không có sức vung búa bó vật này, dù là Giang Nam có lực lượng mạnh nhất bấy giờ
chỉ hơ mười mấy cái. Vạn vật đạo tổ có pháp lực thâm sâu nhất cũng không có rót pháp lực vào luyện hóa đinh thiên nguyên thung. Hiện giờ người có năng lực sở hữu chí bảo tiên đạo này không dưới 10 người. Cuối cùng mọi người nối đuôi nhau lao ra khỏi con đường trước khi dòng thời gian hoàn toàn sụp đổ. Quần hùng bay đi bốn phương tám hướng, bay tới bên ngoài hai đạo cung, tranh thủ xông đi tầng hư không thứ 6 trước nhất, cướp đinh thiên nguyên thung. Bởi vì bọn họ ngược thời gian nên tiên giới vẫn giống như trước khi rời đi, hơn 2 vạn năm chỉ là một chớp mắt. Lúc bọn họ lao ra dòng thời gian cũng là khi huyết tổ mới bị đẩy ra. Thánh Ma Thiên Tôn, Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyền Vũ Đạo Quân, Quỷ Nhung Đạo Quân, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La, Càn Nguyên Thiên Đế, Ngọc Kinh Thiên Quân, các tồn tại siêu cường đại đều lao hướng tầng hư không thứ 6. Hai đạo cung đã lộ ra bộ mặt thật, hiện tại bọn họ không thể mở ra tầng hư không thứ 7 nên phải bay ra ngoài mới đi vào tầng hư không thứ 6 được. Cuộc hỗn chiến trong tầng hư không thứ 6 cũng đã bắt đầu. Bất cứ ai đều không hy vọng đinh thiên nguyên thông rơi vào tay người khác sẽ có cuộc tranh giành. Trận ác chiến mới bộc phát, đột nhiên tầng hư không thứ 7 bị lực lượng ngút trời mở ra. Một bàn tay to từ tầng hư không thứ 7 thò xuống dưới, túm chặt đinh thiên nguyên thung. Pháp lực cuồng bạo đổ ập xuống. Trong phút chốc, quán thông đinh thiên nguyên thung, luyện hóa nó. Vô số tiên đạo phủ văn hiện trên thân của đinh thiên nguyên thung. Phủ văn rậm rạp, ánh sáng diệu thế, chiếu tầng hư không thứ 6, tầng hư không thứ 7, chiếu sáng tiên giới. Bàn tay to nhẹ nhàng nhấc đinh thiên nguyên thung lên. Ngay trước mặt, quần hùng rút đinh thiên nguyên thung về tầng hư không thứ 7. Trong tầng hư không thứ 7, đám người đạo vương Giang Tuyết, Băng Liên Thánh Mẫu, Thiên Vi, Lạc Hoa Âm, Tịch Cứng Tình dẫn trăm vạn đại quân bảo vệ Giang Nam. Đột nhiên tay Giang Nam xuyên qua tầng hư không thứ 7, từ vết nứt hư không kéo đinh thiên nguyên thung đỉnh thiên lập địa lên. Nhỏ, nhỏ. Giang Nam nhấc đinh thiên nguyên thung lên, đinh thiên nguyên thung nhanh chóng thu nhỏ còn cỡ một trượng tám. Giang Nam nhẹ nhàng hô đinh thiên nguyên thung, ngước nhìn bầu trời. Giang Nam bình tĩnh nói: "Thiên kiếp, nhân kiếp của ta sắp đến rồi, phu nhân, tỷ tỷ, các vị đạo hữu hãy tránh đi." Trong tầng hư không thứ 6, quần hùng mới đánh nhau đã thấy đinh thiên nguyên thung bị người thò tay từ tầng hư không thứ 7 bắt mất đi. Quần hùng chấn động gào thét lên: "Là kẻ nào cướp đinh thiên nguyên thung vậy?" Quần hùng bay lên cao, lao vào khe nứt hư không của hai đạo cung mà bàn tay đã xé rách, định nhìn rõ ràng. Bọn họ muốn xé mở tầng hư không thứ 7 cũng rất khó khăn, cần sử dụng tiên thiên pháp bảo, tốn thời gian dài, không nhanh bằng bay ra tầng hư không thứ 7. Hiện giờ bọn họ chưa đến gần đinh thiên nguyên thung thì trọng bảo đứng đầu 10 chí bảo tiên đạo bị dễ dàng lấy đi, hỏi sao quần hùng không giật mình cho được. Tầng hư không thứ 7 sao? Chẳng lẽ là huyền thiên giáo chủ ư? Biểu tình của vạn vật đạo tổ kỳ lạ, nhìn khe nứt tầng hư không thứ 7. Mới vừa rồi, bàn tay kia xuyên qua tầng hư không thứ 7 để lại hơi thở đặc biệt. Tồn tại đẳng cấp như bọn họ, hễ ra tay thì khó mà xóa bỏ hơi thở đặc biệt của mình. Dựa theo hơi thở đó, dễ dàng nhận ra thủ phạm. Tim vạn vật đạo tổ đập nhanh. Đúng là hơi thở của huyền thiên rồi. Khóe môi vạn vật đạo tổ cong lên. Thú vị thật, thời đại tiên đạo rốt cuộc xuất hiện một tồn tại làm ta có hứng thú. Huyền thiên giáo chủ, không biết người bây giờ có thể đấu lại thái cực tiên đạo của ta hay không? Các cường giả không ai yếu, khi đến gần khe nứt thì nhanh có người nhận ra hơi thở của Giang Nam. Là huyền thiên cướp đinh thiên nguyên thung đi. Vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân biến thành huyền vũ đạo quân giật mình kêu lớn. Thực lực như vậy không tầm thường. Huyền vũ đạo quân điều khiển tiên thiên pháp bảo, tiên thiên yểm ma thương, biết rõ muốn đâm thủng tầng hư không thứ 7 là vô cùng khó khăn. Hai người biến thân huyền vũ đạo quân dốc sức sử dụng tiên thiên yểm ma thương thì có thể làm được, thế nhưng không nhanh bằng trực tiếp bay đến tầng hư không thứ 6. Những người khác vẻ mặt trầm trọng xông vào khe nứt, thừa dịp lao vào hai đạo cung. Thái Nhất Thiên Quân lộ ra biểu tình khó hiểu, nhỏ giọng nói: "Huyền thiên không vào đạo tràng đế và tôn,
không được 3000 đại đạo và nguyên thủy chi khí, hắn làm sao nâng thực lực lên trình độ này được? Chẳng lẽ Huyền Thiên đã thành thiên quân hợp đạo rồi sao? Không, không thể nào. Huyền Thiên không phải tiên nhân, bây giờ tiên giới làm sao cho phép hắn hợp đạo được đây? Nếu Huyền Thiên hợp đạo chỉ có thể hợp bản thân mà thôi. Đám người linh nữ Ma Kha Thiên Quân nhíu chặt mày. Giang Nam đột nhiên ra tay bắt đi Đinh Thiên Nguyên Thung, trong khoảnh khắc luyện hóa chí bảo tiên đạo, làm cho bọn họ không có cơ hội ngăn cản. Cuộc chiến tranh giành đã kết thúc trong chớp mắt. Ma Kha Thiên Quân nghi hoặc hỏi: chẳng lẽ Huyền Thiên chứng đạo thiên quân trong dòng thời gian hay sao? Cường giả như bọn họ có tầm mắt kiến thức không tầm thường, sớm đã biết Giang Nam không thể hợp đạo. Giang Nam chỉ có thể tự chứng bản thân, tự chứng đạo mới thành tựu thiên quân trong tiên giới. Cho dù Giang Nam thành tựu thiên quân thì thiên địa đại đạo của tiên giới sẽ không gia cố vào hắn, hắn không thể nào điều động uy lực thiên địa đại đạo tiên giới được. Không chỉ thế, khi chứng đạo thiên quân, Giang Nam sẽ gặp nạn, đại đạo tiên giới sẽ tru sát hắn, tiêu diệt dị loại, xóa sổ hắn. Khi ấy là thời cơ tốt nhất để thanh toán ân oán với Giang Nam, là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn. Người có thù với Giang Nam hay không đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vì thiên kiếp đương nhiên đi kèm với nhân kiếp. Chuyện không đơn giản như thế, chứng đạo thiên quân thì thiên kiếp giáng xuống. Các cường giả là tồn tại đỉnh cao nhất tiên đạo, tất nhiên cảm nhận tiên đạo ảnh hưởng, kêu gọi thúc đẩy bọn họ giết kẻ địch tiên đạo. Đặc biệt cường giả đẳng cấp thiên quân hợp đạo, sức ảnh hưởng của tiên đạo mới có càng mãnh liệt hơn. Khi Giang Nam chứng đạo thiên quân, nhân kiếp sẽ rất dữ dội. Nhưng nếu Giang Nam chứng đạo thiên quân trong dòng thời gian là có thể trốn thiên kiếp. Mặc dù tiên đạo tiên giới mới mạnh không thể xuyên qua các thời đại quá khứ giáng kiếp vào Giang Nam, chỉ có cách đó mới giải thích tại sao thực lực của Giang Nam lại tăng mạnh, bởi vì hắn đã bước vào cảnh giới tiên quân 2 vạn năm. Tuy nhiên điều này chưa giải thích vì sao thực lực của Giang Nam tăng lên đến trình độ này. Giang Nam đặt chân vào cảnh giới tiên quân hơn 2 vạn năm cũng không thể sánh ngang bọn họ được 3000 tiên đạo. Đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân xông vào khe hở, đi vào 2 đạo cung trong tầng hư không thứ 7. Bọn họ mừng thầm: nếu như phụ thân chứng đạo thiên quân trong dòng thời gian là sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta có thể dốc hết sức hỗ trợ phụ thần độ kiếp rồi, chẳng cần canh giữ chặt chẽ bên cạnh người. Quần hùng thi nhau xông vào 2 đạo cung. Nhóm đạo vương Giang Tuyết, Địch Cứng Tình dẫn dắt Đại La Thiên Quân đứng trong 2 đạo cung, nhưng không thấy bóng dáng của Giang Nam đâu nữa. Lúc này trong 2 đạo cung đột nhiên thiên địa đại đạo chấn động. Các đại đạo hiện ra từ thiên địa, hư không, dãy núi, sông nước, cỏ cây, pho tượng, biển cả, bầu trời, áng mây. Vạn đạo cùng ngân, chấn động thiên địa. Không chỉ thế, quần hùng vào đạo tràng đế tôn được 3000 tiên đạo. Nay tiên đạo bay ra khỏi người bọn họ, vòng quanh thân hình. Có người có cái bay trên đầu, có người biến thành chuông, đỉnh, điện, ngọc, các hình dạng pháp bảo, tất cả bị kích phát ra. Không chỉ thế, các tay chùm mạnh nhất tiên giới cảm giác những tiên đạo mình thu được đột nhiên toát ra địch ý mãnh liệt, thúc giục bọn họ lao sâu vào 2 đạo cung, tiêu diệt kẻ thù của tiên đạo. Đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô Ma Tổ cũng cảm giác tiên đạo mình thu vào trong đạo tràng đế tôn toát ra chiến ý, địch ý khủng bố. Bàn cổ thập nhị thiên luân của Hồng đạo nhân, Hỗn Nguyên Thiên Tán của Quân đạo nhân, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh của Bỉ Ngạn Nương Nương, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ của Kế Đô Ma Tổ, Hỗn Độn Tiên Kiếm của La Hầu La. Các chí bảo tiên đạo bộc phát uy lực, vùng thoát khỏi khống chế, chủ động bay ra giết kẻ thù tiên đạo. Ông Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên trong tay Tử Hạm Tiên Hậu bỗng tỏa ánh sáng 5 sắc, uy lực ngút trời, đạo uy bất diệt nở rộ. Cùng lúc đó, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu của Vạn Vật Đạo Tổ sắp thoát khỏi kiểm soát. Tiên Thiên Ôn Đế Quan của La Hầu La cõng trên lưng cũng run bần bật. Tiên Thiên Kim Long Giản của Thần Mẫu Đạo Quân phát ra tiếng rồng ngâm. Người của Ma Kha Thiên Quân rung lên, tạo hóa chi môn sau lưng lấp lánh ánh sáng. Huyết Tổ run bần bật, há mồm phun Tiên Thiên Thần Đăng ra. Thần Đăng rực cháy ngọn lửa, bộc phát đạo uy bất diệt. Càn Nguyên Tiên Đế cảm thấy không khống chế được Tiên Thiên Linh Căn
tiên đạo của mình. Hồng đạo nhân biến sắc mặt nói: "Nguy rồi, nguy rồi." Hồng đạo nhân cao giọng quát lên: "Phụ thân đang chứng đạo thiên quân, các tướng sĩ Huyền Châu, hỡi thủ lĩnh các giáo, bay trấn, mau bay trấn." Đám người quân đạo nhân biến sắc mặt, Cản Nguyên Tiên Đế, Từ Hạm Tiên Hậu, Mông Tốn Thái Tử, Huyền Đô Thiên Quân cũng biến sắc, vội chấn áp Hồng Mông Kim Phiên, Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên rung động. Hồng đạo nhân đi trước, lấy ra nguyên tháp trận đồ, đặt 200 vạn đại quân tiên nhân giáo môn của mình vào. Bản thân Hồng đạo nhân tọa trấn ở đỉnh tháp, đại đạo liên kết với các tiên nhân. Mũi tháp bắn ra tiên quang, chảy xuống như máu màu vàng, thoáng chốc trải qua 33 tầng nguyên tháp đại trận, tựa như một tòa nguyên tháp rực rỡ sắc vàng. Hồng đạo nhân điều động 200 vạn đại quân tiên nhân thi triển nguyên tháp đại trận, chấn áp tiên đạo. Bàn cổ thập nhị thiên luân cũng sao động. Lúc này, quân đạo nhân Bỉ Ngạn Nương Nương cũng lấy nguyên đỉnh rồng to trận đồ ra, thu đại quân của mình vào đại trận, dốc sức chấn áp Hỗn Nguyên Thiên Tán, Huyền Hoàng Chấn Đạo Đỉnh. Hồng đạo nhân cao giọng quát lên: "Kế đô, La Hầu La, các ngươi còn làm cái gì vậy?" Kế đô ma tổ lộ ra vẻ khó xử, cắn răng nói: "Nếu ta khởi động sát đạo đồ, thì uy lực quyển trận đồ bị kích phát ra, sẽ chủ động bay đi thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Đại La Thiên Quân chấn áp Hỗn Nguyên Tam Thiên sát đạo đồ." Kế đô ma tổ đưa Hỗn Nguyên Tam Thiên sát đạo đồ vào Đại La Thiên Quân, dẫn dắt đại quân dưới tay hợp tác với Đại La Thiên Quân chấn áp quyển trận đồ này. La Hầu La, các cường giả Huyền Châu cùng nhìn hướng La Hầu La. Hồng đạo nhân lạnh lùng nói: "Sao người không lấy nguyên trung trận đồ ra chấn áp Hỗn Độn Tiên Kiếm cùng Tiên Thiên Ôn Đế Quan đi?" La Hầu La do dự phân vân, đột nhiên Ma Kha Thiên Quân chuyển âm nói: "La Hầu La giáo chủ, bây giờ chưa phải lúc mở Ôn Đế Quan." Linh nữ chuyển âm: "La Nhi, hãy bình tĩnh đừng sốt ruột, giờ chưa phải lúc Ôn Đế xuất thế đâu." Giọng nói vang lên: "La Nhi, hiện tại không cần mở Ôn Đế Quan, thả Hỗn Độn Ôn Đế ra, chút nữa hãy nghe lệnh ta." La Hầu La thở phào, lập tức lấy nguyên trung trận đồ ra, đặt đại quân dưới tay vào trong, chấn áp Hỗn Độn Tiên Kiếm và Tiên Thiên Ôn Đế Quan. La Hầu La thầm nghĩ: "Mẫu thân, giáo chủ cùng Ma Kha hiếm khi thống nhất ý kiến, ta đỡ phải khó xử." Chỉ dựa vào thực lực của La Hầu La chưa thể chấn áp hai báu vật này. Hồng đạo nhân, quân đạo nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương thúc giục đại trận, năm đại trận một thể rốt cục cũng ổn định trận thế. Giọng Ma Kha Thiên Quân truyền vào đầu của La Hầu La, gã cười hả hê: "La Hầu La, chút nữa bắt đầu chiến đấu, vào lúc kịch liệt nhất ta sẽ chuyển âm kêu ngươi thả Ôn Đế ra. Ôn Đế ra sẽ bắt hết cường giả của Huyền Châu. Thời đại Hỗn Độn cổ thần sẽ đến, thiên quốc không còn chướng ngại gì khi thống trị tiên giới. Ngươi sẽ có công rất lớn, rất rất lớn." "Sao? Huyền Tiên giáo chủ chứng đạo thiên quân sao?" Lúc bấy giờ, Huyết Tổ cười quái dị nói: "Cái đám nhãi Huyền Châu kia, các ngươi cho rằng dựa vào các ngươi là có thể chấn áp chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo sao động hay sao? Một đám dê nhũi. Tiên thiên thần đăng, chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi ăn thịt ngươi." Huyết Tổ bay lên, lao nhanh hướng trung tâm thiên địa đại đạo sao động. Vô Tà Thiên Hoàng đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Thái Nhất Thiên Quân, Vô Cực Thư Đồng, Thần Mẫu đạo quân, Ngọc Kinh Thiên Quân cũng cười to. Các loại pháp bảo bay lên, sông hướng giang nam độ kiếp. Đặc biệt, những chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo bộc phát rung động trước giờ chưa từng có. Hồn người rung động, chấn động tiên giới, chín tầng hư không. Đám người đạo vương tịch ứng tình quát lớn: "Các tướng sĩ Huyền Châu, đừng dối quân tâm, có thể chấn áp được bao lâu hay bấy nhiêu đi." Ma Kha Thiên Quân nhìn linh nữ, linh nữ đứng ra kêu gọi: "Thiên Nguyên Thần Tổ, còn không mau quay về đi." Thiên Nguyên Thần Tổ do dự, gã nhìn sang Ma Kha Thiên Quân. Ma Kha Thiên Quân cười cười, chậm rãi lắc đầu. Thiên Nguyên Thần Tổ không đi, linh nữ nhíu mày. Đại diễn cổ thần hừ mạnh, thản nhiên nói: "Thiên Nguyên, nếu ngươi muốn đi theo Ma Kha thì hãy ra Hỗn Độn Thiên Cung ra đi."
đại diễn đừng làm vậy. Linh nữ kêu la ma của thần tới, nhẹ giọng nói. Bụng dạ ma kha xấu xa, lôi kéo thực lực của mình, hắn cứu thiên nguyên thần tổ ra, đương nhiên muốn nắm giữ hỗn độn thiên cung, sao chịu trả lại đây? La ma của thần vội nói. Linh, chúng ta không có tiên thiên pháp bảo. Có nguyên trung là được rồi. Linh nữ đi hướng nguyên trung, tiên thành bên dưới nguyên trung đã biến mất, trăm vạn tiên quân, chín thành chủ thiên quân cũng biến mất đi, hóa thành thiên địa đại đạo. Linh nữ lấy nguyên trung xuống, vạt váy bay lên, đóa hoa trên mái tóc càng thêm xinh đẹp. Linh nữ bình tĩnh nói. Đi đi, huyền thiên độ nhân kiếp, theo ta tiến huyền thiên một đoạn đường. Nguyên trung bị lấy xuống, cái trung to tràn ngập đạo uy bất diệt, khủng bố, hơn xa tiên thiên pháp bảo khác. Thế nhưng mặt ngoài trung to đã nứt nẻ, đó là vết thương để lại khi cưỡng ép mở ra tiên thiên linh bảo. Dù vậy, linh bảo vẫn đúng là linh bảo, pháp bảo khác không thể sánh bằng. Linh nữ giao nguyên trung cho đại diễn cổ thần, dẫn đại diễn, la ma cổ thần, hắc điệt, đám hỗn độn thiên quân bay tới chỗ Giang Nam. Những người khác thấy linh nữ lấy nguyên trung thì lòng máy động. Thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn, hai vị đạo quân chuyển thế, thời đại, thiên đạo, lao nhanh hướng nguyên đỉnh. Lúc này, các bóng người bay hướng nguyên tháp, định lấy hai tiên thiên linh bảo xuống. Thế nhưng đạo tạng thiên tôn, thiên cơ đạo quân đến bên dưới nguyên đỉnh, giật mãi mà không lấy được cái đỉnh to. Những người định lấy nguyên tháp xuống cũng bất lực, không được nguyên tháp công nhận. Là bất không đạo nhân để lại sắp đặt cho linh nữ lấy nguyên trung, chúng ta không may mắn như thế. Đám đạo tạng thiên tôn xoay người liền đi. Bây giờ nên tiến huyền thiên lên đường rồi. Lại nói lúc bấy giờ, Giang Nam ung dung đi đến chính giữa hai đạo cung. Một bên là thế giới thụ, cành lá nâng lên đại thế giới vũ trụ càn khôn. Bên kia là hồng mông thanh liên, hồng mông tràn ngập, trong sen như có vũ trụ càn khôn. Thế giới thụ hay hồng mông thanh liên đều to lớn không gì sánh bằng. Vô số đại đạo quấn quanh thấp thoáng trong đó, chống đỡ tầng hư không thứ bảy tiên giới. Giang Nam ngước nhìn thế giới thụ, than thở khen không dứt. Bộ dáng không giống như chứng đạo thiên quân, thiên kiếp nhân kiếp, tai vạ sắp đến nơi. Trong hai đạo cung vang vọng đại đạo, vô số đại đạo bay tới. Có mấy trăm triệu tiên đạo trốn ra khỏi đạo tràng đế tôn cũng xuất hiện. Đại đạo chấn động, uy nhiếp không gì sánh bằng, đè xuống Giang Nam. Ức vạn loại dị tượng quay quanh bên cạnh Giang Nam, công kích liên miên. Đinh Thiên Nguyên Thung nằm trong tay Giang Nam, rung lên bần bật như muốn thoát khỏi khống chế. Báu vật này có uy lực ngang ngửa với tiên thiên pháp bảo, là trọng bảo đế vật tôn luyện ra, chống đỡ thiên địa tiên giới, sức mạnh khổng lồ biết mấy. Đinh Thiên Nguyên Thung rơi vào tay của Giang Nam, bị hắn luyện hóa, thế nhưng nó vẫn muốn nhảy ra khỏi sự kiểm soát để tấn công tiêu diệt hắn. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung, vẻ mặt thản nhiên. Đinh Thiên Nguyên Thung vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi tay Giang Nam được. Vạn vật đạo hữu, vạn vật đạo tổ chạy tới đầu tiên. Giang Nam không ngoái đầu lại, vô tận dị tượng thiên đạo bao vây hắn. Giang Nam tiếp tục ngửa đầu nhìn thế giới thụ. Giang Nam mỉm cười nói, trong dòng thời gian ta gặp tiên đế bệ hạ, hắn nói với ta nếu tiếp tục ngoan cố không thay đổi, kiên trì đi đường thần đạo sẽ gặp nạn. Nếu muốn đến tận cùng thần đạo sẽ đối địch với nguyên thời đại tiên đạo. Ý của tiên đế bệ hạ là trừ phi ta có được thực lực đối kháng với thời đại tiên đạo, nếu không đã định trước sẽ chết đi. Vạn vật đạo tổ nhìn Giang Nam, mắt dần sáng ngời, quanh thân hiện ra 9 tiên đạo, là 9 đại đạo gã lấy từ đạo tràng đế tôn. 9 đại đạo đại biểu cho các thời đại vạn vật đạo tổ đã qua: chú đạo, ma đạo, yêu đạo, thần đạo, nhân đạo, hồn đạo, cự linh, sa môn và thánh đạo. Vạn vật đạo tổ đã tế luyện 9 tiên đạo vô cùng quen tay, hơn xa các cường giả khác. Vạn vật đạo tổ thậm chí dung nhập lĩnh ngộ về đạo trong năm tháng xa xưa vào 9 đại đạo này. Đế và tôn để lại 3.000 đại đạo không hoàn chỉnh, chỉ có hình dạng ban đầu, chừa không gian rộng lớn cho người tài trí thông thiên bù đắp hoàn thiện lại. Vạn vật đạo tổ đã bù đắp hoàn thiện 9 tiên đạo 7-8 phần, còn tuyệt hơn bản thân gã. 9 tiên đạo ghép lại có xu hướng hợp thành một loại đại đạo. Lúc này
đại đạo thứ 10 xuất hiện. Đó là tiên đạo, tự vạn vật đạo tổ lĩnh ngộ ra, là thuyết minh tối cao của gã với đại đạo. Đạo phù đại đạo thứ 10 vừa xuất hiện, liền thống nhất 9 đạo, hợp thành một, biến thành một quyển thái cực đồ. Vạn vật đạo tổ nhờ vào kỳ ngộ đạo tràng đế tôn hợp nhất các đại đạo kiếp trước, tu luyện thành một, luyện thành thái cực đồ. Quyển thái cực đồ bay ra, tiên thiên bất diệt. Chờ khi vạn vật đạo tổ chứng đạo quân là có thể luyện thái cực đồ thành tiên thiên linh bảo, không cần tế luyện thân thể, biến bản thân thành tiên thiên linh bảo. Nếu làm được bước này, vạn vật đạo tổ sẽ vượt qua đám đạo quân ẩn cư trong đạo quân điện, đạt đến trình độ càng cao hơn nữa. Vạn vật đạo tổ đứng trong thái cực đồ, hai âm dương ngư phun ra, một âm ngư há mồm phun ra viên tiên thiên hỗn nguyên châu, đó là tiên thiên pháp bảo thật sự. Dương ngư phun ra một luồng tiên thiên bất diệt linh quang, biến thành tiên thiên pháp bảo, tiên thiên quyền trượng. Vạn vật đạo tổ tóm lấy tiên thiên quyền trượng, song ngư bơi quanh chân gã. Khi cá bơi, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang lóe lên, hoặc biến thành tiên thiên yểm ma thương, hoặc là tiên thiên linh căn, tiên thiên kim long giản, tạo hóa chi môn. Các dị tượng bay bổng cùng thái cực đồ, lúc chìm lúc nổi. Đại đạo của vạn vật đạo tổ đã thành. Nguyên thủy chi khí trong đạo tràng đế tôn khiến cho tu vi vạn vật đạo tổ đến trung hậu kỳ thiên quân mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Huyền Thiên, ngươi định một mình đối kháng một thời đại hay sao? Vạn vật đạo tổ phong độ phiên phiên, khí độ khí phách làm người ta phục. Vạn vật đạo tổ bình tĩnh nói: đối kháng một thời đại huy hoàng trước giờ chưa từng có, đối địch toàn thời đại, một người có thể làm được chuyện này hay không? Giang Nam bình tĩnh cười nói: bởi vậy ta có cách nghĩ của mình. Giang Nam thả đinh thiên nguyên thung ra, cây cọc vẫn rung bần bật, thế nhưng không bay ra khỏi người hắn được. Giang Nam chắp tay sau lưng thản nhiên nói: một mình ta không thể đối kháng với thời đại tiên đạo, thế nhưng nếu cá nhân ta là một thời đại thì sao? Vạn vật đạo tổ kinh ngạc hỏi: một người là một thời đại sao? Giang Nam cười toe toét nói: đúng rồi, cá nhân ta là một thời đại, ta là thần, thân thể của ta là vũ trụ thần đạo, ta là thời đại thần đạo. Thời đại tiên đạo có vô số cường giả, ức vạn tiên nhân. Thời đại thần đạo của ta chỉ có một mình ta là đủ, đã đủ rồi. Tuy tiên đạo đối địch với ta, nhưng thần ta đây vẫn bảo vệ tiên giới. Vạn vật đạo tổ ngạc nhiên, bỗng cười to nói: một người là một thời đại sao? Huyền Thiên, người cho rằng một mình có thể đối kháng toàn vũ trụ sao? Một mình có thể đối kháng vô số cường giả của tiên đạo hay sao? Thế thì ta sẽ chấn áp bọn họ. Giang Nam cười hờ hững: cường giả tiên đạo muốn tru sát ta, ai nên giết ta thì ta sẽ giết lại, nên chấn áp thì ta sẽ chấn áp. Thời đại tiên đạo muốn đối kháng ta cũng sẽ bị chấn áp thôi. Giang Nam chắp tay sau lưng ung dung nói: nếu muốn chấn áp thời đại tiên đạo, tất nhiên ta phải chấn áp các người trước. Từng bóng người siêu mạnh lao đến: Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đại Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu, Ngọc Kinh Thiên Quân, Ma Kha, Thiên Nguyên Thần Tổ, Linh Nữ, Đại Diễn Cổ Thần, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lê Hoa, Thiên Cơ, Đạo Tạng, Huyết Tổ, Vô Cực Thư Đồng, Cự Linh Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, cả đám người cùng tụ tập lại. Các chí bảo tiên đạo, báu vật đạo quân tàn khuyết bay lên, 3000 đại đạo lấy được từ đạo tràng đế tôn lơ lửng hợp thành một mảnh. Lại có các tiên thiên bất diệt linh quang bay bổng, đạo uy bất diệt cái thế, uy lực tiên thiên pháp bảo kinh thiên động địa. Đinh! Nguyên trung chấn động, biểu thị kiếp số của Giang Nam đã đến. Đám người Thần Mẫu Đạo Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Ma Kha Thiên Quân điều khiển tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo, khí thế đè tầng hư không thứ 7 rung lắc dữ dội. Thiên kiếp, nhân kiếp của Giang Nam cùng nhau ập đến. Đây là kiếp số trước giờ chưa từng có, có xu hướng uy lực tiên thiên pháp bảo hoàn toàn bùng nổ. Tiên thiên pháp bảo khai thiên tích địa sắp bộc phát uy nhấp cái thế của chúng nó. Mặc dù đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Hồng Đạo Nhân chấn áp tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ô nế quan, mấy chí bảo tiên đạo khác, thế nhưng
kiếp nạn này quá mãnh liệt, làm cho người ta cảnh giác. Đây là đối kháng dữ dội nhất từ xưa đến nay trong thời đại tiên đạo, chỉ xếp sau trận chiến Bất Không đạo nhân chết đi. Ở phương xa, Vạn Chú đạo quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn đạo quân xuất hiện, từ xa ra hiệu với Giang Nam. Chấn áp một thời đại, giáo chủ lớn giọng thất. Tiên đạo quay quanh quần hùng, khí thế lay động thiên địa, dẫn đến vô số tiên đạo trong thiên địa càn khôn ầm vang. Các hư không dần sáng rực, càng lúc càng kinh người. Vô số tiên đạo hiển hiện ra, thậm chí tiên đạo tiên châu trong tiên giới cũng hiện hình. Thiên địa đại đạo chen chúc kéo đến, vô số tiên đạo rậm rạp nhập vào người các thiên quân, gia cố cho bọn họ. Đây là thiên quân hợp đạo, điều khiển thiên địa đại đạo, tăng mạnh sức chiến đấu cho bọn họ. So sánh thì khí thế của Giang Nam trung chính bình hòa, tuy rằng chứng đạo thiên quân, thế nhưng không có thiên địa đại đạo gia cố. Giang Nam chứng đạo thiên quân dường như trừ tu vi tăng mạnh ra không được ích lợi gì cả. Bàn tay Giang Nam buông xuống bắt lấy Đinh Thiên Nguyên Thung, thần quang bắn ra từ đỉnh đầu, biến thành từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang. Uy lực đại đạo bất diệt bắn lên cao, các linh quang như rồng như rắn biến thành lô bồng rộng một trượng, biến thành các hình dạng tiên thiên pháp bảo, hoặc chuông, hoặc đỉnh, hoặc cầm, hoặc kiếm, hoặc bồ đoàn, hoặc lâu, hoặc tháp, thiên biến vạn hóa. Giang Nam mỉm cười nói: trong tiên giới, lô bồng này là đạo tràng của ta. Chỉ một góc trời, một góc tiên thiên bất bại chi địa, chấn áp một thời đại, chấn áp cường giả 18 thời đại, là mảnh đất vô địch. Các vị, Giang Nam nhấc Đinh Thiên Nguyên Thung lên. Mời. Vô Cực Thư Đồng nhảy người đạp lên vai Cự Linh đạo quân, cười khúc khích nói: các vị cùng nhau xông lên đánh chết tên này đi. Đại đạo trong hai đạo cung ầm vang đột nhiên bộc phát ra, các bóng người siêu mạnh làm hư không run rẩy, bọn họ cùng lao vào bùa vây Giang Nam. Huyền Thiên, người đi chết đi. Cự Linh đạo quân lao lên trước nhất, cơ bắp nhô ra, thoáng chốc cơ thể to lớn vô song, pháp thân đạo quả hợp nhất chấn động hư không. Các đại đạo trong 3000 đại đạo quấn quanh người Cự Linh đạo quân, pháp lực gần như cuồng bạo đánh ra cú đấm. Vô Cực Thư Đồng đứng trên vai Cự Linh đạo quân, bàn tay búp măng thiên biến vạn hóa, các đại thần thông tiền sử phô thiên cái địa ập đến. Vô số công kích cùng một lúc ập đến trước mặt Giang Nam, lay động lô bồng. Lô bồng chấn động, linh quang bất diệt, các loại hình dạng tiên thiên pháp bảo cũng bùng nổ. Thần quang chiếu rọi, chiếu sáng hai đạo cung, chiếu sáng 9 tầng hư không, 63 châu của tiên giới. Bàn tay Cự Linh đạo quân nổ bay ngược ra sau. Giang Nam cầm Đinh Thiên Nguyên Thung chỉ một cái, một tiếng nổ vang lên điếc tai, gậy đập vào đầu Cự Linh đạo quân, cái đầu to nổ bung. Giang Nam cười lớn, cầm Đinh Thiên Nguyên Thung nghênh đón đám người. Tiên đạo, chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo giết tới. Các vị có thể sống cùng một thời đại với ta, xem ta chấn áp các ngươi, chấn áp thời đại tiên đạo, chứng kiến cường giả vô địch tung hoành 18 thời đại thật sự nổi lên. Các người sống trong thời đại này là siêu may mắn của các người rồi. Thật huynh hoang. Các thiên quân đạo quân chuyển thế tức giận, Giang Nam nói rất ngông cuồng. Bọn họ là tồn tại như thế nào đây? Không nói đến đám thiên quân như Thái Nhất Thiên Quân, dù sao những người này còn đang trưởng thành. Đám còn lại như Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân, Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, có ai không phải cường giả tung hoành một thời đại bất bại đây? Trong đó có lão quái vật Vạn Vật đạo tổ, Huyết Tổ, sống qua từng thời đại, lại có Thần Mẫu đạo quân đủ sức nuốt đạo quân. Giang Nam nói muốn chấn áp bọn họ, chấn áp thời đại tiên đạo tung hoành vô địch từ xưa đến nay là ngông cuồng không biên giới. Các bóng dáng cường đại lao lên, Thần Mẫu đạo quân lấy chân thân kiếp trước ra, vô số xúc tu bay đầy trời. Thần Mẫu đạo quân lấy ly địa chấn đạo đỉnh, tiên thiên kim long giản ra, tiên thiên bất diệt đạo uy và tiên uy ngút trời. Tu vi của Thần Mẫu đạo quân đã đến trình độ hoàn toàn vận chuyển chân thân kiếp trước. Không chỉ như thế, Giang Nam thấy trên cơ thể khổng lồ của Thần Mẫu đạo quân có các thiên quân đang đứng, khí diễm ngập trời, cực kỳ cường đại. Đó là thiên quân thời đại thần đạo tiền sử bị Thần Mẫu đạo quân làm cho sống lại.
trước khi thần mẫu đạo quân vào đạo tràng Đế Tôn đã chế tạo hai thân thể thiên quân. Thế nhưng khi ấy, thời gian ngắn ngủi, nàng không có đủ năng lượng sống lại bọn họ. Thần mẫu đạo quân ở trong đạo tràng Đế Tôn hơn 2 vạn năm, nhờ năng lượng dồi dào, nguyên thủy chi khí trong đạo tràng, nàng làm sống lại hai thiên quân thần đạo, thậm chí chế tạo nhiều thiên quân hơn nữa. Có hơn 10 thần đạo thiên quân đứng chân lưng thần mẫu đạo quân. Đại đạo pháp lực ồ ạt nhập vào chân thân kiếp trước của nàng. Pháp lực cuồng bạo đẩy uy lực cơ thể của thần mẫu đạo quân sánh bằng tiên thiên pháp bảo lên cao, thậm chí thúc giục tất cả uy lực của ly địa chấn đạo đỉnh. Không chỉ như thế, pháp lực của bọn họ cường đại, giữ sức thúc đẩy thêm uy lực của tiên thiên kim long giản. Kim long giản hóa thành thần long, bất diệt đạo uy kinh thiên động địa, tiếng rồng ngâm tận trời, giết hướng giang nam. Thần mẫu đạo quân bây giờ không còn là nàng trước khi bước vào đạo tràng Đế Tôn. Hơn 10 thiên quân dưới tay thần mẫu đạo quân có thể nói là thế lực khổng lồ nhất tiên giới. Có thần mẫu đạo quân ra tay, đòn công kích của những người khác bị lu mờ. Giang Nam nhanh chóng thụt lùi, đối diện thế công khủng bố của thần mẫu đạo quân thì hắn không muốn cứng rắn đỡ. Giang Nam đang độ kiếp bị bao vây, nếu bị thần mẫu đạo quân dây dưa thì kết cuộc không chịu nổi. Nhưng bốn phương tám hướng quanh Giang Nam toàn là kẻ thù, Thánh Ma Thiên Tôn chặn đường lui sau lưng của hắn. Tuy Thánh Ma Thiên Tôn chưa từng được chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo gì, thế nhưng trong đạo tràng Đế Tôn, 3.000 đại đạo gã được mấy đại đạo. Thánh Ma Thiên Tôn nhờ nguyên thủy chi khí trong đạo tràng khiến tu vi thực lực tăng lên nhiều. Đặc biệt, quạt ba tiêu của Thánh Ma Thiên Tôn thăng cấp trong đạo tràng Đế Tôn. Quạt ba tiêu là thánh vật sinh ra trong tịch diệt thiên hỏa, bây giờ bị Thánh Ma Thiên Tôn luyện thành một luồng tiên thiên bất diệt linh quang. Vù 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 vù. Thánh Ma Thiên Tôn giơ quạt ba tiêu, quạt tới quạt lui, quạt ra đạo uy bất diệt. Gió lốc đen kịt thổi sau lưng Giang Nam, gió đen như đao, như kiếm, kín không kẽ hở. Trong lô bồng trên đầu Giang Nam, tiên thiên bất diệt linh quang, các hình dạng pháp bảo kêu vù vù, phát ra đạo âm như tiếng lục lạc, như tiếng đàn thao thiết, như tiếng chuông từ chân trời chặn quạt ba tiêu lại. Trong gió đen, Giang Nam cầm đinh thiên nguyên thung thụt lùi ra khỏi phạm vi sức gió. Thánh Ma Thiên Tôn nhíu mày, cầm quạt ba tiêu liên tục mà quạt. Gió lốc biến thành mây đen phô thiên cái địa, thoáng chốc tràn ngập hai đạo cung thổi nhanh ra bên ngoài. Chớp mắt, gió lốc đen kịt thổi vào trời sao, quét vô số ngôi sao văng ra, bay vào sâu trong trời sao. Thánh Ma Thiên Tôn dốc hết sức lực, từng đợt tiên đạo có được từ đạo tràng Đế Tôn quấn quanh người gã, uy nhiếp tiên đạo bộc phát. Thánh Ma Thiên Tôn muốn thổi bay Giang Nam, ngăn bước chân của hắn. Trong gió lốc, Giang Nam vẫn thụt lùi. Lô bồng chặn lại công kích mạnh mẽ nhất của Thánh Ma Thiên Tôn. Bên dưới lô bồng không có chút sức gió. Ngay sau đó, Giang Nam lùi đến trước mặt Thánh Ma Thiên Tôn. Thánh Ma Thiên Tôn gầm lên, gã ném quạt ba tiêu, tiên đạo vòng quanh thân hình thành một cây chiến kích. Mấy tiên đạo ghép thành một đập mạnh xuống. Keng! 3.000 tiên đạo biến thành kích to vỗ xuống, chém vào lô bồng, thế nhưng không thể xẻ lô bồng ra. Thánh Ma Thiên Tôn giật mình kêu lên: Đây là thần thông hay pháp bảo vậy? Giang Nam thụt lùi thản nhiên nói: Thánh Ma đạo hữu, đây là tiên thiên bất bại chi địa, là hình thức ban đầu tiên của tiên thiên chí bảo của ta. Trong lô bồng treo cái chuông to dưới mái hiên, chuông bóng xoay tít bay ra ngoài, chuông phát ra thanh âm kinh thiên động địa, chuông chĩa vào Thánh Ma Thiên Tôn âm ầm chấn động. Tiếng chuông du dương trong trẻo như nguyên trung, có quỷ quái âm độc của vạn chú thiên trung, lại có dấu vết đại đạo của các thời đại tiền sử. Thanh âm chấn động, Thánh Ma Thiên Tôn đã tu luyện đến đỉnh thiên quân bị hất lên không trung, thân thể to lớn không thể đứng vững. Tiếng chuông kêu đinh đàng, miệng chuông bay hướng Thánh Ma Thiên Tôn. Tiếng chuông như thủy triều, từng đợt sóng xô bờ giết tới sau lưng gã, định chấn vỡ gã bên trong không trung. Đinh một tiếng, chuông to bỗng chụp xuống, nhốt Thánh Ma Thiên Tôn vào trong chuông. Thánh Ma Thiên Tôn lấy quạt ba tiêu ra, gió đen rít gào va chạm với chuông lớn. Huyền Thiên, người đánh ra một thần thông đã muốn giết ta hay sao? Không dễ như vậy đâu. Thánh Ma Thiên Tôn dốc hết thực lực, hô quạt ba tiêu như trong chóng đang xoay giỏ quay.
gió lốc xoay tít, gió lốc như gợn sóng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, va chạm với vách chuông chống lại uy lực của chuông to. Bên trong chuông, các miệng thịt tung tóe, máu xen lẫn xương vụn rơi lộp độp ra khỏi miệng chuông. Là thần thông sao? Thánh ma đạo hữu, tầm mắt của ngươi chỉ đến đây thôi, không nhìn ra cái chuông này là tiên thiên bất diệt linh quang ta luyện bằng nguyên thủy đại đạo. Thành tựu sau này của ngươi sẽ có hạn. Giang Nam phất lờ thánh ma thiên tôn, giơ đinh thiên nguyên thung va chạm với tiên thiên kim long giản giáng xuống. Kim long giản đột nhiên biến mềm nhũn, quấn quanh đinh thiên nguyên thung. Thần mẫu đạo quân quát lớn, tụ tập pháp lực hơn 10 tiên quân rớt vào tiên thiên kim long giản, áp chế đinh thiên nguyên thung. Tiên thiên bất diệt sao? Huyền thiên, ta muốn xem ngươi làm sao bất bại đây. Thần mẫu đạo quân nhếch đuôi, móc câu đâm vào trán của Giang Nam. Móc câu mới đến gần một góc trời của Giang Nam thì từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bay ra khỏi lâu bồng, rậm rạp quấn lấy cái đuôi. Sau lưng Giang Nam, Quỷ Nhung đạo quân cũng quát lớn, con mắt thứ ba trên trán mở ra, một luồng thần quang như kiếm chém vào lưng của Giang Nam. Trong con mắt Quỷ Nhung đạo quân có các đại đạo bàn cứ như rồng như phượng, chắc có được trong đạo tràng của đế và tôn. Thần nhãn của Quỷ Nhung đạo quân vốn có uy lực kinh người, uy nhiếp cái thế, có thể bắn xuyên tầng hư không thứ 9. Giờ phút này đây, Quỷ Nhung đạo quân được một số đại đạo trong 3000 đại đạo ở đạo tràng đế tôn uy lực vượt bậc. Cộng thêm Quỷ Nhung đạo quân được khá nhiều nguyên thủy chi khí, tu vi thực lực tăng vọt, tô luyện thần nhãn đến đẳng cấp báu vật đạo quân. Tiên đạo ra tay thần nhãn có vài phần đạo uy bất diệt lộ ra bên ngoài. Giang Nam vẫn đối diện với thần mẫu đạo quân, trong lâu bồng bay ra một cái bồ đoàn xoay tròn chặn lại thần quang tam nhãn. Bồ đoàn vỗ xuống, Quỷ Nhung đạo quân khẽ rên té xuống đất. Quỷ Nhung đạo quân nhảy lên cao, bồ đoàn biến thành luồng tiên thiên bất diệt linh quang trói gã lại. Tiên thiên bất diệt linh quang tự biến thành các bồ đoàn tròn. Quỷ Nhung đạo quân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Quỷ Nhung đạo quân vùng vẫy dữ dội, mỗi một lần muốn bay lên lại bị đè xuống. Quỷ Nhung đạo quân tức giận quát lên, thần nhãn mở. Con mắt thứ ba mở ra, thần quang bắn ra từ con mắt thẳng hướng bồ đoàn. Lúc này một mảnh lá bồ thảo trên bồ đoàn bay lên dán vào con mắt thứ ba. Quỷ Nhung đạo quân hết đường bắn ra thần quang. Quỷ Nhung đạo quân giống lớn, Huyền Thiên, bản thân ngươi khó an toàn mà mơ tưởng luyện hóa ta sao? Quỷ Nhung đạo quân giơ tay giật lá bồ thảo, trong bồ đoàn bay ra các linh quang mỏng nhỏ trói chặt Quỷ Nhung đạo quân, gã không vùng thoát được nữa. Vù 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 vù, bồ đoàn bay về lô bồng. Quỷ Nhung đạo quân ngồi trên bồ đoàn vùng vẫy kịch liệt. Tám xúc tu của thần mẫu đạo quân tung bay, cất bước giết hướng Giang Nam. Hai cái càng bay lên cắt xuống, lưng cõng hơn 10 thiên quân hợp sức vận chuyển ly địa chấn đạo đỉnh. Trong đỉnh bốc cháy ngọn lửa đốt Giang Nam. Giang Nam giờ đinh thiên nguyên thung vừa đỡ vừa lùi. Mấy đạo quân tiền sử kéo tới, thiên nguyên thần tổ gầm lên, lắc người biến thành con khỉ to, đầu đội trời chân đạp đất, nhảy lên thế giới thụ, lấy hỗn độn thiên cung đeo chân lưng xuống, dương cung bắn một mũi tên. Đây là một tiên thiên pháp bảo không bị hư hao, uy lực siêu mạnh mẽ. Giang Nam đang vừa đánh với thần mẫu đạo quân vừa lùi, không rảnh để ngăn cản uy lực của hỗn độn thiên cung. Huyết tổ cười khùng khục, huyết vụ canh thân tuôn ra, tiên thiên thần đăng bay ra khỏi huyết vụ, ngọn lửa bốc cháy cuốn lấy Giang Nam. Mắt của Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng, lặng lẽ lấy thanh niên chấn đạo đỉnh ra. Đóa sen xanh nở trong đỉnh, cánh hoa rụng, các cánh hoa sen rậm rạp bay hướng Giang Nam, hợp thành hoa long. Thái Nhất Thiên Quân tóc xõa xông lên, giơ đế tôn ấn nhấn mạnh xuống. Ma Kha Thiên Quân lật tay ra, một tạo hóa chi môn nhảy ra lòng bàn tay. Lực lượng tạo hóa vặn vẹo thời không, thiên địa kéo Giang Nam và tạo hóa chi môn. Các thiên quân đạo quân chuyển thế khác cũng hành động, thi triển thủ đoạn mạnh nhất mà giết hướng Giang Nam. Chỉ có Vạn Chú đạo quân vẫn đứng im tại chỗ. Nhìn Giang Nam đấu cùng quần hùng, làm sao để ở thế bất bại, Vạn Chú đạo quân không có ra tay. Linh nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiều ra, nhẹ giọng nói với đại diễn cổ thần, chuẩn bị thế chuông. Giang Nam bị thần mẫu đạo quân dây dưa, không rảnh tay ứng đối với quần hùng vây công. Đột nhiên chắn Giang Nam mở ra, Vạn Chú Thiên Trung bay ra, biến to dần, chụp từ đầu trở xuống.
đinh một tiếng, mũi tên hỗn độn thiên cung bay ra, va chạm vào vạn chú thiên trung. Tiếng chuông vang lảnh lót, chuông bị chấn cho lắc lư. Huyết tổ lấy tiên thiên thần đăng ra, va chạm vào vạn chú thiên trung. Hỏa hoa nổ tung, chuông to bị nổ, bay khỏi đầu Giang Nam, bị đốt nóng rực. Thanh liên chấn đạo đỉnh, hoa long cuồn cuộn quấn quanh chấn động lô bồng. Uy lực đế tôn ấn bộc phát đập mạnh vào lô bồng, làm cho lô bồng lắc lư. Tạo hóa chi môn của Ma Kha tiên quân không kéo Giang Nam lại, lực lượng tạo hóa chui vào lô bồng. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, lô bồng hầu như bị nổ vặn vẹo sụp xuống. Công kích của các thiên quân đạo quân chuyển thế khác rơi vào lô bồng. Linh nữ lấy bất không thông thiên kiểu ra đè xuống, lô bồng sụp xuống biến thành từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang. Linh nữ quát lên: "Đại diễn ở đâu?" Đại diễn cổ thần gầm lên, thân thể to lớn nhô ra, một chưởng vỗ vào nguyên trung. Nguyên trung bay lên ầm ầm đụng vào Giang Nam, tiếng chuông gióng vang. Sắc mặt Giang Nam xa sầm, hắn giơ đinh thiên nguyên thung lên, cây gậy đập vào vách nguyên trung. Trung to rung bần bật, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bị chấn nát trên đỉnh đầu Giang Nam. Ngay sau đó, đại diễn cổ thần đập vào nguyên trung, tiếng chuông càng thêm lạnh lót, gã bị đẩy lùi. Linh nữ bước cốt sen, giơ bất không thông thiên kiều đập vào nguyên trung, tăng mạnh uy lực cho chuông. Sức mạnh tiên thiên linh bảo bị kích phát hoàn toàn. Giang Nam khẽ rên, cánh tay cầm đinh thiên nguyên thung nổ tung, hắn là đảo lùi lại. Tiếng chuông vang không dứt trùng kích Giang Nam. Lúc này tiên thiên bất diệt linh quang bị chấn nát, đột nhiên hóa thành nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí lắc một cái biến thành lô bồng bay trên đầu Giang Nam. Giang Nam liên tục điểm mấy gậy đánh bật nguyên trung, đứng vững thân hình. Giang Nam lướt quần hùng bao vây xung quanh cười nói: "Có thể làm ta bị thương, không tệ. Bây giờ chấm dứt nóng người rồi." Trong lô bồng, một thần nhãn rơi xuống. Ở phương xa, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành trung to, cuốn quạt ba tiêu bay tới. Thánh ma thiên tôn cũng thành cho tàn. Ánh mắt mọi người cùng nhìn Giang Nam, tìm rất cái bịch. Cự linh đạo quân xông lên, biến thành người khổng lồ, không có đầu. Vô cực thư đồng vẫn đứng trên vai cự linh đạo quân. Đầu cự linh đạo quân bị Giang Nam một gậy đập bể. Cổ quấn linh quang biến ra từ đại đạo của Giang Nam, ngăn thân thể hồi sinh. Hai vú cự linh đạo quân biến thành đôi mắt thay cho cái đầu. Mắt liếc lô bồng của Giang Nam, thấy mọi người đứng nghiêm thì gã cũng không dám xông lên. Thần nhãn của Quỷ Nhung đạo quân, quạt ba tiêu của Thánh Ma Thiên Tôn lần lượt rơi vào lô bồng trên đầu Giang Nam. Hai báu vật rung lắc bần bật. Trong báu vật như có linh tính muốn thoát khỏi lô bồng chấn áp. Bên trong chuyển ra tiếng gào rú của Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn. Hai người cao giọng quát lên: "Huyền Thiên, ngươi đừng mơ tưởng mà luyện hóa chúng ta được. Giáo chủ, ngươi thả ta ra, ta và ngươi đại chiến 300 hiệp." Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn vì ứng đối, hai đạo cung mở ra vào đạo tràng đế tôn, nên lấy đạo quả ra khỏi hư không, ký thác trong pháp bảo mạnh nhất của mình. Bây giờ hai người chết đi, đạo quả tất nhiên đặt trong thần nhãn và quạt ba tiêu. Thần nhãn, quạt ba tiêu nhảy thoát vào trong lô bồng. Hai đạo quân chuyển thế định hồi sinh, nhưng lô bồng là một góc tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam. Trong tiên thiên bất bại chi địa này, hết thảy quy tắc do Giang Nam đặt ra, uy lực pháp bảo của Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn bị đè ép, không có một chút cơ hội sống lại từ đạo quả ký thác trong pháp bảo. Đặc biệt là Quỷ Nhung đạo quân thua rất oan uổng. Gã vốn bị Giang Nam dùng bồ đoàn chấn áp, phong ấn con mắt thứ ba. Quỷ Nhung đạo quân cố gắng chống cự, Giang Nam bận rộn bị quần hùng vây công, không rảnh hàng phục gã. Không ngờ quần hùng vây công định phá giải tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam, chu sát hắn. Quỷ Nhung đạo quân bị định trên bồ đoàn bên trong lô bồng, thế là gã cũng bị đánh nát, chỉ còn lại đạo quả núp trong thần nhãn. May mắn thoát kiếp, thế nhưng tương đương với rơi vào tay của Giang Nam. Giang Nam chứng đạo tiên quân trong hai đạo cung là nhục nhã tiên đạo quá lớn, nên nhân kiếp thiên kiếp cùng bộc phát. Quần hùng công kích, tiên thiên pháp bảo chí bảo tiên đạo dần thức tỉnh sức mạnh. Tuy nhiên hiệp thứ nhất quần hùng vây công, các pháp bảo tập trung lại, thế nhưng kết quả là Giang Nam tiếp tục chấn áp hai đạo quân chuyển thế. Bọn họ hùng tâm tráng trí, hừng hực dã tâm, cho rằng được 3.000 đại đạo nguyên thủy chi khí trong đạo tràng đế vật tôn, lại qua hơn 2 vạn năm cần cù tu luyện, chăm chỉ tu luyện,
dù không vô địch nhất đời, nhưng nói sao cũng nên nhẹ nhàng giết được Giang Nam. Còn Dế không được chút cơ duyên tiên giới nào mới đúng. Hiện giờ tình huống đảo ngược, Giang Dế nhối này trong lần tranh chấp đầu tiên dễ dàng chấn áp Thánh Ma Thiên Tôn và Quỷ Nhung Đạo Quân. Không lẽ Giang Nam thật sự có thể chấn áp tất cả cường giả thời đại tiên đạo, chấn áp thời đại tiên đạo hay sao? Ma Kha Thiên Quân giật mình nhất trong mọi người. Quỷ Nhung Đạo Quân liên minh với Ma Kha giống như các đạo quân khác vậy. Lê Hoa Thánh Mẫu, Thiên Ngự Đạo Quân, Hậu Tôn Đạo Quân toàn bị gã dụ thuyết dụ dỗ mới chuyển đến tiên giới. Giang Nam đã giết mấy đạo quân như Thiên Ngự Đạo Quân, Hậu Tôn Đạo Quân bị Khổ Hạnh Thiên Tôn hàng phục, Thần Mẫu Đạo Quân ăn vài đạo quân. Thế lực liên minh của Ma Kha Thiên Quân suy giảm mạnh, gã chỉ còn lại Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung Đạo Quân, Lương Hỏa Đạo Quân. Thần Mẫu Đạo Quân cũng bị Ma Kha Thiên Quân kêu gọi trọng sinh, cung cấp 5 gốc tiên đạo linh căn cho nàng, trợ giúp nàng luyện thành thân thể kiếp này. Nhưng Thần Mẫu Đạo Quân đầy dã tâm, bây giờ là thế lực số 1 tiên giới, sao chịu nghe Ma Kha Thiên Quân ra lệnh đây? Ma Kha Thiên Quân và Thần Mẫu Đạo Quân tối đa chỉ là quan hệ hợp tác với nhau. Hiện giờ Quỷ Nhung Đạo Quân bị Giang Nam chấn áp trong lâu bồng, thế lực Ma Kha Thiên Quân có thể sử dụng lại thiếu một cánh tay đắc lực nữa.